cô cha xin kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh yêu quý. Vậy là chúng mình phải tạm nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19. Không biết là các bạn nhỏ của cô ở nhà có ngoan không? Có nhớ các cô và các bạn ở trên lớp không? Riêng cô thì cô rất là nhớ chúng mình đấy. Các con ạ, ngoài những người thân trong gia đình như ông bà, bố mẹ thì cô giáo là một người luôn đồng hành ở bên cạnh, chăm sóc chúng mình từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ chúng mình những điều hay lẽ phải và là người luôn dõi theo chúng mình lớn lên từng ngày đấy. À, sắp tới đây là ngày 20 tháng 11. Các con có biết là ngày gì không? Đó chính là ngày Nhà giáo Việt Nam đấy. Để tỏ lòng biết ơn những người thầy giáo, cô giáo đã có công ơn dưỡng dục chúng mình thì ngày hôm nay các con hãy cùng cô tham gia một hoạt động nhé. Hoạt động có tên là tô màu áo dài tặng cô để thể hiện tình cảm của chúng mình dành cho những người thầy giáo, cô giáo. Để thực hiện được thật tốt bài học ngày hôm nay thì các quý phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con những đồ dùng sau: tranh của chiếc áo dài và những cây màu sáp. Và bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên tranh mẫu nhé. À, có gì đây? Áo dài. Áo dài có màu gì nhỉ? Màu vàng. Bây giờ các con hãy cùng chú ý cách cô cầm bút nhé. Cô cầm bút bằng tay phải và bằng ba đầu ngón tay. Ngón trỏ, ngón cái giữ bút, ngón giữa đỡ bút. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng quan sát cô thực hiện tô bức tranh áo dài nhé. Cô lấy màu vàng, cô cầm bằng tay phải. Khi tô, một tay cô sẽ giữ giấy, còn một tay thì cô sẽ giữ bút. Cô tô từ từ, từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Và cô tô thật khéo léo, sao cho màu không bị trườm ra ngoài. Chúng mình chú ý khi tô hãy thật khéo léo nhá. Wow, chiếc áo dài đã dần dần có màu rồi. Chiếc áo dài của cô đã được hoàn thành xong rồi. Rất là đẹp phải không các bạn? Ở nhà thì chúng mình hãy cùng ông bà, bố mẹ, anh chị thực hiện thật là tốt bài học nhé. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Trang xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.